thì tu thứ nhất là mình giữ giới được, là mình tu chân chánh. Kế tiếp nữa mình tu sao phải độ chúng sanh là vậy. Mình mà ông sư giỏi phải gì, xây chùa to Phật lớn, có phòng ốc nhiều thì mới nhận đệ tử, nuôi đệ tử. Rồi chùa đó phải đủ điều kiện, không bao giờ thiếu gạo, không bao giờ thiếu đồ ăn thức uống. Đến chùa thì phòng ốc trang nghiêm lịch sự, rồi có cái chỗ ngồi thiền, có nghĩa tập trung vào chánh điện hay giảng đường riêng. Nhưng mà khi mà về phòng mình á, là khi tắm rửa sạch sẽ có thể ngồi tại giường, ngay chỗ mình, cái phòng mình có thể ngồi thiền tụng kinh gì được luôn. Còn nếu tập trung ra công chúng đi hướng dẫn cho Phật tử và tập trung chúng thì phải tụng ra bài hết, để chi mọi người cùng tu, cùng hướng dẫn nhau và cùng để gì biết giờ giấc rõ ràng. Và có nghĩa tu là phải có bạn cùng tu và các bạn cùng dạy và cùng giúp đỡ nhau trong cái việc tu tập hàng ngày và tinh tấn trên bước đường tu. Giống như thấy người ta tu và mình ví dụ thường thường thầy cho ngồi tiếp, cái lát người kia ngồi hơn tiếp, cái người kia cũng ngồi tiếp, người kia ngồi 2 tiếng, cái người kia cũng muốn ngồi cho hơn, thì cái sự tu này không phải tranh giành, phải hơn thua, nhưng mà thấy người kia tu mình cảm thấy làm cho mình khoấn khởi muốn tu theo, là khuyến khích cho người ta tinh tấn là tu để đạt được kết quả thành công trên bước đường tu thiền, tu tịnh độ, tinh mở ti, tu mật tông, rồi tu quán hơi thở, rồi tu thiền ma sát, rồi khi về rồi tông phái như là Nam Tông và Thê Ba Đa, đạo Phật Quân Thủy, rồi đạo Phật nó tóm gọn lại là như Campuchia thì giáo hội giáo Mahayana, bên Thái Lan thì giáo hội Phật giáo Annamkai, bên Việt Nam thì giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều cái tông phái khác nhau. Thì đạo Phật thì có 84.000 pháp môn và 84.000 giáo hội được. Nên là mỗi người chuyên một môn, không ai có thể ép người nào qua giáo hội nào, mà không ai ép tình nguyện tu chúng ta. Tu là tình nguyện, là tự do tín ngưỡng tôn giáo và có lực tôn giáo rõ ràng, không ép, không nài nỉ. Ta có quyền vô giáo hội, có quyền ra khỏi giáo hội do người đó tự nguyện. Giáo hội cũng ép vô giáo hội được, mà giáo hội cũng có thể là người ta giáo hội mà không có nợ, ta có quyền ra khỏi giáo hội. Người ta có thể làm chùa rồi người ta có thể tự tu trong cái tâm thái người ta không cần giáo hội. Và nhiều người thì tu muốn tham gia chính trị, mà nhiều người tu thì muốn tham gia chính trị, nhiều người tu muốn vô đảng, còn nhiều người tu không muốn vào đảng, người ta muốn ra khỏi đảng và ta không muốn sinh hoạt về nhà nước, ta muốn là tu cho chính mình và sinh hoạt trong cái việc tu hành thôi, không có tham gia vào chính trị, đảng, nhà nước. Đó. Tu bằng tình nguyện mà. Và tu là gì? Theo quy tắc và nội quy của mình. Tu là sửa chừng nào tốt hơn, người xấu trở thành người tốt còn tốt hơn nữa. Người chưa tu tập cho tu chừng nào mà thấy được Phật, ai cũng hoàn thu. Mình cũng là ham muốn, mà ông sư cũng ham muốn, nhưng mà vô phải buông bỏ những cái gì nên buông bỏ, phải tập từ từ, đâu phải sửa liền. Vô bắt ta sửa liền, sao sửa được? Sẽ sửa từ 5 năm, 10 năm, 20 năm, có người sửa cả đời mà sửa không được. Cánh nào tập đó, gian sơn khó đổi, bản tánh khó dời. Người đã xấu rồi cũng xấu, người ích kỷ do ích kỷ, người tham vẫn tham, người ăn nhiều vẫn ăn nhiều, người ham ngủ vẫn ham ngủ, người lười biếng vẫn lười biếng. Ở chùa mà nó tóm gọn, không có việc chịu lao động, không chịu làm công tác Phật sự, không chịu, nó tóm gọn là cùng chúng, cùng với bạn bè, cùng với huynh đệ, cùng làm, cùng ăn, cùng tu. Nhiều người họ nó tóm gọn là ngang, rồi cứng đầu, rồi ích kỷ. Người ta cho mình được, không khi nào mình cho anh ta xin cũng không cho được. Rồi nhiều lúc mình cũng tham, muốn người ta cho mình mà mình cũng không cho người ta lại. Rồi ăn cũng vậy, mình lựa cái gì ngon ăn trước, dành ăn hết được cái đồ dở cái bỏ lại cho người ta. Rồi ngồi cũng vậy, muốn ngồi cao hơn, ngồi thấp không chịu, ngồi bằng không chịu, ngồi muốn trước ta, ngồi sau ta, bên hông ta. Tóm gọn là tu cũng dành chỗ ngồi, tu cũng dành chỗ ngủ, tu cũng lựa phòng đẹp phòng xấu. Còn những người mà dạy dỗ còn trẻ là phải ăn cùng với chúng, ăn cùng với thầy sư phụ mình và ăn cùng với mọi người, cùng gì ăn có những cái cử chỉ gì là bất tịnh không bất tịnh, hoặc là chánh niệm không chánh niệm, ăn phải ngồi tập trung, không vừa nói vừa ăn, không vừa cười vừa giỡn, cũng không vừa nói vừa ăn, là không vừa vừa la rồi vừa chữ mà vừa ăn, phải không? Lúc nào nói lúc nào ăn, tập trung vào chánh niệm là ăn, là không được gây gỗ, không được nói chuyện, không được cừ là gì, dăn cơm vào người khác, rồi dăn vào tô người khác, rồi ăn cũng không lợi mỗi người, ví dụ người ta mọi một cái tô đó mỗi người ăn miếng, à mỗi người 2 miếng thì mình gấp đủ thôi, người ta cho mỗi người miếng mình gấp 2 miếng 3 miếng, rồi người kia nhịn thôi.
Ở tóm gọn mình ăn phải, ta nói ăn coi nồi ngồi có hướng, và mỗi người một phần nhỏ thì mình phải, nó tóm gọn phải sống phải biết mình biết ta.